Xin giới thiệu các bạn và anh em, trên tay tôi đây là nắp tre. Tre trên mặt máy, nắp tre mặt máy và tre ngang gần nắp giàn cò của dòng xe Mitsubishi Xpander. Thì chất liệu cái này được làm bằng nhựa, tre trên mặt máy. Nó nằm trên ngay khi chúng ta mở cái nắp capo lên thì nó tre, nó tạo cái dáng cho cái động cơ của chúng ta, tre toàn bộ nắp tre động cơ, nắp tre mặt máy của dòng xe Mitsubishi Xpander. Đấy, chất liệu này nhựa rất là rẻ các bạn nhé, hàng xịn chính hãng thì được trực tiếp chúng tôi nhập khẩu từ Mitsubishi Moto về và phân phối tại thị trường Việt Nam. Đấy, thì trong quá trình khi mà chúng ta lưu thông xe trên đường thì do va chạm thì dẫn đến nó bị hỏng mất cái nắp tre do rằng có nắp tre mặt máy hoặc nắp tre động cơ này, thiếu đó bắt buộc các bạn thay thế để đảm bảo xe có thể vận hành và lưu thông tốt trên đường. Thì phụ tùng Mitsubishi Việt chuyên nhập khẩu và phân phối tất cả các phụ tùng dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Vậy anh em mọi nhu cầu cần thay thế sửa chữa thì các bạn vui lòng đến phụ tùng Mitsubishi Việt, website phụ tùng Mitsubishi.vn.